Ngọc Lan kính chào quý khán giả Người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ Năm ngày 25 tháng 9 năm 2014 là phần tóm lược các tin chính. Một số nhà đoạt giải Nobel Hòa Bình tẩy chay Nam Phi. Mỹ ào ạt oanh kích phiến quân ISIS ở Syria. Chính phủ Pháp săn lùng nhóm cắt đầu công dân. Sau đây là phần tin chi tiết. Một số nhân vật từng đoạt giải Nobel Hòa Bình vừa quyết định không tới tham dự cuộc họp thường niên ở Cape Town, Nam Phi vì Đức Đạt Lai Lạt Ma không được cấp chiếu kháng vào quốc gia này. Tổ chức mang tên Đề xướng Nobel Phụ nữ được những phụ nữ từng đoạt giải Nobel Hòa Bình thành lập cho hay trong một bản thông cáo đưa ra tuần này rằng Trung Quốc đã tạo áp lực đối với các quốc gia trên thế giới để ngăn cản sự di chuyển của Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng như sự giao tiếp của ngài với các nhà lãnh đạo chính trị quốc tế. Đức Đạt Lai Lạt Ma cho hay ngài chỉ muốn Tây Tạng được có thêm quyền tự trị, trong khi Trung Quốc cáo buộc rằng ngài đòi ly khai. Hồi đầu tháng này, một nhóm gồm 14 người từng đoạt giải Nobel cũng gửi thỉnh nguyện thư tới Nam Phi để yêu cầu cấp chiếu kháng cho Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nam Phi có mối quan hệ thương mại chặt chẽ với Trung Quốc và trước đây đã từng không cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đến quốc gia này. Phía Nam Phi cho hay tòa đại sứ quốc gia này ở New Delhi vẫn đang cứu xét thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cho hay đã hủy bỏ chuyến đi, do đó vấn đề được đóng lại. Lần trước đây thì phía Nam Phi cũng kéo dài thời gian cứu xét cho tới cận ngày khai mạc mà vẫn chưa cho biết kết quả sau cùng, nên ngài đành phải hủy bỏ chuyến đi. Đức Đạt Lai Lạt Ma đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1989. Chỉ trong 2 ngày tấn công thì số lượng bom và hỏa tiễn phi cơ Mỹ đánh vào các vị trí của thành phần phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS ở Syria nhiều bằng số lượng dùng trong tháng đầu tiên tại Iraq. Cuộc oanh kích ít ngày trước đây có sự tham dự của 5 quốc gia Ả Rập dùng khoảng 200 quả bom, phần lớn là bom chính xác có hướng dẫn và 47 hỏa tiễn Tomahawk bắn đi từ hai chiến hạm theo Bộ Chỉ huy Trung bộ Mỹ. Có ít nhất là 3 cuộc không tập khác nhắm vào các mục tiêu ISIS ở Syria hôm thứ Tư, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Cuộc không tập ở Syria đã coi như bằng số lượng 253 quả bom và hỏa tiễn bắn vào các vị trí ISIS ở Iraq trong thời gian từ ngày 8 tháng 8 tới ngày 10 tháng 9. Các oanh tạc cơ B-1, chiến đấu cơ F-15, F-16 và F-22 của không quân cùng chiến đấu cơ FA-18 của Hải quân và các loại phi cơ không người lái đã tham dự vào các cuộc không tập vừa qua. Khu trục hạm USS Arleigh Brookie và tuần dương hạm USS Philippine Sea từ hải phận quốc tế của Hồng Hải và Bắc Vịnh Ba Tư cũng đã bắn hỏa tiễn Tomahawk. Tuy các giới chức Mỹ chỉ cung cấp tin tức giới hạn về các loại vũ khí sử dụng ở Syria, chiến đấu cơ F-22 do Lockheed Martin chế tạo đã lần đầu tiên được sử dụng ở chiến trường 11 năm sau khi được xác nhận là sẵn sàng chiến đấu. Loại hỏa tiễn Tomahawk đang sử dụng cũng có khả năng thay đổi mục tiêu khi đang bay hoặc bay vòng trên mục tiêu để trì hoãn tấn công theo lệnh điều khiển. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp hôm thứ Năm cho hay lực lượng an ninh Algeria đang truy lùng thành phần Hồi giáo quá khích vừa cắt đầu một người leo núi gốc Pháp vì sự can dự của Pháp vào các cuộc không tập chống ISIS. Ông cũng nói rằng Pháp cho đến nay đã mở các cuộc oanh kích giới hạn tại Iraq, đang tiếp tục xem xét là có mở rộng mục tiêu sang Syria hay không. Khi được hỏi về tình trạng của 30.000 kiều dân Pháp sống ở Algeria, Bộ trưởng cho đài phát thanh RTL hay rằng mục tiêu của các nhóm quá khích là tạo sự hoảng sợ. Ông Harvey Gordell bị bắt hôm Chủ nhật trong khu vực núi Jira Jira ở phía bắc Algeria. Những người Algeria đi cùng với ông được thả ra. Một đoạn video phổ biến hôm thứ Tư cho thấy thành phần phiến quân bịt mặt đã cắt đầu ông. Quân đội Algeria cho hay một cuộc hành quân lớn lao nhằm săn lùng thành phần tội phạm đang diễn ra và sẽ tiếp tục cho tới khi những kẻ này hoàn toàn bị tiêu diệt. Chính phủ Algeria cũng tái khẳng định là sẽ làm mọi điều có thể được để bảo vệ kiều dân ngoại quốc đang sống ở quốc gia này. Hiện đang có sự lo ngại rằng các nhóm Hồi giáo quá khích sẽ có các cuộc tấn công nhắm vào người Tây Phương sau lời kêu gọi của nhóm ISIS hôm Chủ nhật. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ Năm 25 tháng 9 năm 2014. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh.
Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề, theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.